có thiệt vậy không? Thiệt, người ta nói bà trốn rồi. Trời ơi, mấy chục triệu của tôi. Mấy chục triệu luôn hả? Ừ, chứ nhiều. Má, biết vậy thà để tôi giật trước. Có lấy được tiền về chưa? Chưa nữa. Tại sao nói nghe coi, bà bỏ nhà trốn đi luôn rồi. Vậy sao tiền của tôi? Ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử với chúng tôi như vậy? Vô con sâu hội mà cuối cùng cũng bị giật nữa. Không biết từ giờ tới cuối tháng sống như thế nào đây. Ủa, đã chán, nhìn con mèo này còn chán hơn nữa. Vô ngủ mèo ơi, ông vô ngủ trước đi. Tôi uống nước mưa cho đỡ đói. Bị giật kiểu này chắc từ giờ tới cuối tháng uống nước mưa dài dài quá. Hãy sở hữu đồng hồ Apple Watch sành điệu tại số 100A Đinh Tiên Hoàng, phường 1, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0967979797. Tư ruộng mobile.com hân hạnh tài trợ video clip này. Hãy đến với Tư ruộng mobile để cập nhật những công nghệ đỉnh cao và tốt nhất.